Mày tao một tí nữa. Để xương á. Nào anh xuống. Anh chia cho mấy anh em với bác cháu cái khẩu trang. Xin chào tất cả các bác nhá. Chào mừng các bác quay trở lại với những video tiếp theo trên kênh Thảo Mấy Linh. Ngay lúc này thì chúng tôi lại tiếp tục có mặt ở trên đỉnh Hữu Chua, chỗ nhà của bác Xính già các bác. Trong buổi chiều ngày hôm nay thì chỗ nhà bác Xính vẫn đang tiếp tục để khoan nốt cái tảng đá đây các bác. Hôm nay là trong ngày làm việc thứ hai của buổi chiều ngày hôm nay. Hôm nay cái hòn đá này phải mất thêm theo dự tính là phải mất thêm 3 ngày nữa các bác. Thì cái hòn đá này sẽ phá hoàn thiện. Chỗ này nếu mà phá xong thì thoải mái để gia đình bác sẽ nghiền cột đá ở khu vực này luôn các bác. Trong chiều nay thì cũng hiện giờ là đang vào 3:30 chiều rồi, thì cũng có các chị em phụ nữ đang cũng tranh thủ, một số chị là tranh thủ đi cắt cỏ bò rồi các bác. Bà con ở vùng cao là tận dụng vào lúc buổi chiều, chiều bắt đầu râm là đi cắt cỏ. Quý cẩn thận nhá bác sĩ nhá. Đá này vỡ rất là tốt nhưng mà đập nhỏ lại rất là cứng đúng không? Thế mình trồng như mình khay khay người các chị cũng bảo là đập nó toàn là thành hình tròn thôi, nó không vỡ đôi ra các bác, quá là cứng. Chiều nay thì số lượng cũng đã thưa hơn một chút rồi, mọi người cũng đã tranh thủ để đi làm việc nhà rồi. Tối thì chắc mình đến đây để ăn cơm nhà bác Xính. Phía bên kia chính là hẻm thủ sản các bác. Hiện giờ thì vẫn đang có những cái du thuyền, khách du lịch đang trải nghiệm ở trên là sông Lộc Quế các bác. Các bác nhìn thấy mờ mờ bên kia kìa. Trắng trắng đấy. Rất là đông du khách đến.
có điều không có gì đổ. Có gì ạ? Không chút động đậy luôn. Cứng quá. Lết rồi. Lết rồi đấy. Tờ thì ngay rồi. Điều nó nở ra các bác. Em bé đi vào nhà đi. Mô chê đi. Mô nhau chê đi. Ôi, cái này chỉ cảm thấy xảo. Ôi, dũng. Đây, cả chỗ hổng. Còn dễ lắm. Bắt cố hồi lòi mà. Thế là chạy tạ hoa, chắc tạ hoa mà. Chị hẹn chứ. Đại là chỉ do tệ quá. Chỉ do tệ chứ. Tay chỉnh thì ta được tập võ. Tốt chuẩn luôn là lúc khởi chú. Khẩu trang khăn này này. Nhà bác xính toàn đá khủng đúng không? Chú cha còn đến dính tôi đi nhỉ? Cho anh tê nhỉ? Cây dài quá. Ok, cái chết kiểu bao giờ đấy ông đấy, ông ra ngó mọi người làm các bác.
Tao gió này. Cả lưu chứ tao gió. Tao gió này. Hãy chào ông nhá. Ông đang cõng con này. Cõng cháu chắt đây cơ mà. Là chắt rồi. Ủa bé bị làm sao này? Bé bị ngứa rồi các bác. Túc mà khâu rồi chưa? Hả? Túc mà khâu rồi. Ừ, chị bắt chá mà. Ông bắt chá chứ lòng? Ừ, bắt chá thì khó khó mà, chị khó khó mà. Ồ. Nó, hôm nay nó mua gió tả rồi nhá. Mà. Ở mùa tả. Ừ. Ờ. Ở nhà dưới là con cháu là đi làm thuê hết rồi. Để lại chắt thì ông chồng các bác. Ông vẫn rất là khỏe các bác. Giờ xong nếu mà tao chồng rồi chưa? Ờ. Chưa chạy xong rồi. Ừ. Ông sò là cũng hơn 90 tuổi các bác. Ờ. Ông rất khỏe các bác. Ờ. Chỉ dù lâu mà dù nó nhiều chê sả mà. Ừ. Đấy thì Lữ cũng nói với ông là ông có tuổi rồi. Cũng không được thì để cho bà hay là ai trông đi. Ông bây giờ vẫn là phần nào cõng cả chắt đây các bác. Phải biết là tại một cái bánh một trong tàu này. Cho nó đổ xuống để dễ khoan. Sắp được rồi. Mệt rồi. Mệt.
sôi nước tiếu. Nó ra tẩy đi. Tẩy ra sau trong cái. Nó ra giúp tức lên. Ô thằng phết thủ, ô thằng phết thủ, bỏ nó lên hóa ra mấy con giỏi ấy. Cứ vợ chồng trẻ này, buồn cười thân nhỉ. Tỏ tiếp đi. Ừ. Chặt nhá, chặt chặt nhá. Bán sắc lắm. Đấy, ông đang té ngô này các bác. À. Bác chỉnh à? Ừ. Bác chỉnh đặc cừ lò. Ừ. Đặc cừ bùa này. Ờ, đặc cừ bùa. Ừ. Đấy, ông đang té ngô cho lợn à, cho lợn. Chắc bố cứ chử tà à? Ừ, chử chử ăn. Ờ. Chử chử tà rồi bốn năm uống à. Đây là ngô trong vụ ngô trong năm nay đó các bác. Đã mục hết ở đây. Trên vùng cao năm nay là một cái năm hạn. Các bác xem những cái bắp ngô rất là bé các bác ạ. Đó. Giờ cũng đã mục hết rồi. Chỉ là còn cách là cho và gia súc thôi. Sao đây? Sao đây? Hả? Không khóc nha. Chị cô nhá. À đòi xuống à ông? Đây, nấu mì tôm đây các bác. Phía bên này ánh nắng đã chiếu vào trong nhà các bác. Đó. Cái tia nắng hiện giờ là mặt trời đang chuẩn bị lặn. Đấy, trẻ con này chuẩn bị để ăn thịt rồi đấy. Nhiều nạt đấy nhờ anh chú nhờ. Ừ. Cũng không nhiều nhưng mà con này cũng chưa béo lắm nhờ. Ừ, chưa nhiều. Bởi vì đang no. Ờ. Này thì nhà của bác Xính luôn đấy nhờ. Hôm nay là bác Xính là chiêu đãi. Ừ.
mấy anh em lên giúp nhà bác Xính nhá, để làm cơm ăn đập đá. Đây là thịt lan nhà các bác, thịt rất thơm. Ngan này chắc là một năm có khi là nó mới béo được ấy nhỉ? Phải khoảng một năm mới là nuôi, có khi phải hơn một năm nó mới béo được. Là nga chậm đấy. Đấy. Nga cũng không giống gà. Nga thì rất là nga chậm hơn. Gà thì lớn đấy anh ơi. Con này béo nhỉ? Con này béo. Con này béo. Con này phải nằm nhiều hơn. Ừ, con này nhiều. Đứa trẻ con chắc cũng đói rồi đấy. Chép la gì tao? Hả? Chép la gì tao? Cháy nhờ? Anh không phải cười thôi. Thế bà con là ở trên bản là mổ một con gà hay là một con ngan ấy, thì phải để còng gà cho để trẻ con các bác. Cái miếng thịt ngon nhất là để cho con nhá. Ôi, to một tí nữa. Đi nào. Để xương á. Miếng thì lại to quá, miếng lại nhỏ quá nhỉ. Kệ không sao. Kệ đó. Miếng này bù miếng khác. Ai gắp kiểu miếng nào thì ăn miếng nào. À, công gà để đây cho đội trẻ con này. Mình tưởng công gà to này. À, công ngan công gà luôn. Chăn nhầm. Đây mới là công gà. Ở đây em thấy trên này hình như là các chị gái cũng như các bác ấy, hình như là nhiều người không thích ăn thịt ngan, thịt vịt mấy nhỉ? Cũng có. Họ bảo là ít người. Họ bảo là mùi à hay như nào? À, ăn không quen thôi. Toàn đồ ngon mà ăn không quen nhỉ? Đây mang cả bữa đi. Ở bên ngoài thì hiện giờ thì mọi người cũng đang chuẩn bị để cũng chuẩn bị vào ăn cơm nhỉ các bác. Cái này xem nấu với cái gì đây? Cái này làm canh uống à? Mì tôm à? Mì tôm. À. À, không ăn thịt ngan à? Đấy, không, không ăn thịt ngan các bác. Cái mề này to nhờ. Để là nuôi thì to. Đấy, mề to. À, đây là tiết này. Tiết ngan. Để cho chị. Nó để một ít tủ mẹ. Để cho chị. Nó có để cho nên có trẻ.
đấy, cải tạo tạo. Á chị, biết cải tạo là mà. Hãy thu dọn đi. Mọi người đang thu dọn đồ đạc để chuẩn bị bán cơm các bác. Cát đấy là xăng đúng không? À. Cất búa, cất xẻng, cất thứ nhá. Hôm tối ai lại đi qua lại cầm hộ mang về đấy. Trời chuẩn bị tối rồi các bác. Mọi người cũng tranh thủ để ăn cơm sớm. Còn có những gia đình thì tí nữa mới đi cắt cỏ cơ. Nãy thì cũng có vài gia đình thì cũng đã đi cắt rồi. Ừ, vào đi, vào đi. Trong buổi chiều ngày hôm nay thì chỗ nhà bác Sinh vẫn tiếp tục để khoan cái đá đây các bác. Thì hôm qua nó cao lên tít tại trên này cơ. Sau 2 ngày làm việc rất là vất vả thì mọi người cũng đã khóa được 1/3 cái tảng đá này rồi. Bây giờ ăn cơm cùng với lại gia đình nhà bác Sính. Ông ăn cơm đi. Nó no mà. Hả? À xin lỗi. Để xin cái tội ạ. Nó phải nấu kê rồi mà. Ủa. Ông lại bảo ông tí nữa ông khác tự ăn cơ bác. Mâm giá bảo nó là cái nhá nhở. Ờ. Ghế thấp quá. Cái chị không ăn thịt ngan thì để ăn thịt gà để đĩa lại sang đấy. Tên này chỉ nó phải là tên này tên mình tôi đã tên nó rồi. Thế này chỉ nó phải rồi. Nó mà hay rồi. Nên chết đó thế tao mà. Đây á. Ghế đây có một cái này này. Ủa mua nè. Chị ta chờ. Nó mà cho xin leo gì á. Mày lấy về cho tôi có luôn. Ăn chị này đi nào. Ăn cơm đi nhá. Vất vả cả ngày rồi. Cảm ơn bác Sinh nhá. Ờ. 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 Xin mời tất cả các bác xin tay ăn bữa cơm cùng gia đình bác Sính. Mẹ ngày hôm nay này bác Sính có mổ 2 con ngan nữa các bác để chiều đãi. Có đó luôn hả? Mẹ anh em. Thịt ngan rất ngon. Giọng ít luôn rồi à, chị cậy cháu. Ồ, đây. Tí mua mà. Mình gì đây ạ? Tạo. Vừa rồi thì các bác cũng được xem qua video trên chỗ nhà của bác Sính. Thì hiện giờ thì cháu Lử cùng với lại em Lử, con của bác Sính này đang đi xuống cái đường này các bác. Em Lử cũng có việc để đi ra ngoài này thì cũng nhờ em chở ra một đoạn. Nhân giờ dưới kia đang làm đường. Đi chậm đấy nhá. Chính xác đâu nhở. Đi quen đường rồi. Bốc còi nhá. Cua kia không để anh lái cũng được. Đấy, thúc phim trong buổi chiều ngày nay đến đây là kết thúc. Các bác yêu quý đến chỗ hãy bác Sính và các bác tiếp tục ủng hộ cho kênh. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở trong những video tiếp theo nhá. Đây. Ê, cái. Thoải mái. Đấy, thoải mái à? Thế thì lực lái cũng được.
lái qua nó đường sao. Ừ, quay nhanh thì cũng sợ. Ui, 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 ui.